Nếu mảnh đất nhà bạn nằm ở khu đô thị và đã được bàn giao sẵn một mảnh đất với cái kích thước tiêu chuẩn từ 5x20, 5x25 hoặc tương tự như vậy mà các bạn muốn chỗ đỗ xe cũng như là muốn nơi kinh doanh thì đây là bản vẽ dành cho các bạn. Một công trình nhà ống với mặt tiền 5 mét, đầy đủ những cái công năng từ nơi kinh doanh tới nơi tiếp khách, nơi ăn nghỉ và tổ ấm của cả một gia đình trên một cái khu đô thị tại mảnh đất Kim Thành, Hải Dương. Và hôm nay thì kiến trúc Kisato sẽ giới thiệu và phân tích rõ cho bạn về cái công năng sử dụng, về trang trí mặt tiền cũng như là về chi phí để hoàn thành một công trình nhà ống dạng hiện đại rất là trẻ trung mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình ạ. Xin mời. Rồi, và đầu tiên chúng ta cùng đi phân tích cái mẫu nhà này xem như thế nào nhá. Công trình này thì được thiết kế cho chị Lê Hà Phương, một chủ kinh doanh nhà thuốc ở tại Kim Thành, Hải Dương. Thì mọi người có thể nhìn thấy là công trình này thì chúng tôi sẽ đi về mặt tiền trước, về những cái giải pháp ở phía bên ngoài trước mọi người nhé. Giá thì chúng tôi sẽ nói cuối cùng khi mà đã trao đổi hết về cái vật liệu để mọi người hiểu nhá. Thì đầu tiên thì mọi người có thể thấy là công trình này là có 3 tầng. Đó, 3 tầng với những cái công năng riêng biệt. Đấy, thì chia sẻ mọi người đầu tiên là chúng ta sẽ có ở khu vực tầng 1 thì có khu để xe này hoặc là khu kinh doanh. Đấy, khu kinh doanh thì ở đây thì tầng 1 đầu tiên là cái khu vực đó. Ở tầng 1 này thì phía bên trên đấy là làm luôn cái sân thượng. Mọi người thấy tiện không? Đây là chỗ chiêu chiêu ấy, chỗ chiêu chiêu vào mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối. Ban ngày thì nó là trụ sở công ty cũng như là cái nơi mà tụ họp của cả gia đình. Ban đêm thì nó giống như là một cái quán cà phê, là một cái tổ ấm thực sự là tuyệt vời. Không biết mọi người có muốn không? Thay vì là cái phía bên trên này mọi người làm cái mái tôn thì tại sao mọi người không đổ cái phần bê tông luôn, lát gạch luôn và làm một cái nơi cà phê, cà pháo luôn? Mọi người sợ nóng thì chúng ta có nhiều cái giải pháp về chống nóng đúng không? Mọi người sợ tốn kém chi phí thì phải chia sẻ mọi người. Một cái sân như này với 30 mét vuông thì cái chi phí đầu tư vào đây cũng không nhiều đâu ạ. Chi phí đầu tư chỉ rơi vào khoảng 60 đến 80 triệu thôi. Mà mọi người thực sự là quá bền, đẹp, an toàn hẳn ở phía bên dưới và phục vụ về mức độ lâu dài mọi người nhá. Đấy, thì để phân tích một chút về cái phần mặt tiền. Mọi người nhìn một chút là mặt tiền rất là hiện đại trẻ trung với 5 mét thôi. Thì chúng tôi chia làm hai phần chính. Trong đó là một bên là khu vực là cửa đi. Đó, cửa đi để cho những cái không gian ở phía bên trong kia kìa. Mọi người nhìn những không gian phía bên trong này. Sau khi mở một cái bức rèm ra là chúng ta có thể nhìn được, phóng tầm mắt ra phía bên ngoài và cảm giác nó bị thoáng mọi người nhé, không bị bí. Bởi vì công trình này chỉ là 5 mét là công trình nhà ống mà đúng không? Đó, và phía bên hông cạnh này là những cái chi tiết trang trí để cho ngôi nhà nó nổi bật hơn. Đó, nó nhìn nó trẻ trung hơn. Thay vì những cái bức tường đơn điệu, thay vì những cái màu sơn thì mọi người nhìn những cái ốp lam sóng nhựa như này cũng rất là đẹp đúng không? Rất là bền và nhìn cái mức độ trang trí của nó hiện đại hơn rất là nhiều và chúng ta cảm thấy tự hào khi chúng ta sở hữu một cái công trình như này không ạ? Đó. Ok mọi người nha. Đấy là cái phần bên ngoài. Chúng tôi cũng bố trí thêm một chút cái không gian xanh vào, có những cái khung sắt mỹ thuật để che nắng này, che mưa, chống hắt này hoặc là chỗ ngồi đó. Đó, mọi người nhìn tuyệt vời không? Bên ngoài thì có thể là ốp những cái viên đá tự nhiên, đá dối hoặc là những cái viên gạch cao cấp này. Đó, tất nhiên là nhà như này thì chúng ta phải ưu tiên cái không gian thoáng một chút, làm cái cửa kính nó rộng một chút và kết hợp với rèm vừa che nắng vừa chống nóng, mà chúng ta muốn thoáng vào ban đêm cũng rất là thoải mái mọi người nhé. Buổi tối bật điện lên thì lung linh rồi. Đấy là ba cái tầng ở phía bên ngoài và cái phong cách trang trí ở phía bên ngoài mọi người có thể tham khảo. Toàn bộ khi mà có thiết kế nhé, thì những cái dầm nó sẽ được đẩy âm lên, giống như là đẩy ngược lên đấy ạ. Và dưới này là phẳng hết, hoặc là nhà bác nào mà không thích cái giống như cái bể lật ngược ấy thì mọi người vẫn đổ dầm truyền thống như bình thường, nhưng mà chúng ta có thể ốp cái lam sóng ở phía bên dưới để che cái dầm đi đúng không? Một phong cách rất là trẻ trung đúng không ạ? Đấy, và chi phí không hơn so với bình thường truyền thống là bao nhiêu đâu mọi người nhá. Đó, mọi người đừng nghĩ là nó đắt hơn, bởi vì hai bên hông của nó thì cũng được chúng tôi sơn chống thấm, và bên cạnh đó thì sơn chống thấm, nếu mà hai bên chưa xây thì mọi người có thể sơn chống thấm màu luôn đấy, để trang trí nó cùng đồng bộ với mặt tiền. Còn xây rồi mà mọi người không chát được ấy thì chúng ta có thể là chống thấm giáp danh giữa hai nhà đó, chống thấm giáp danh giữa hai nhà thì đảm bảo bức tường bên này không chát cũng không gặp vấn đề gì mọi người nhá. Còn nếu mà chúng ta xây mới hoàn toàn thì chúng ta vừa làm chống thấm vừa làm chống nóng vừa chát thì quá tuyệt vời rồi đó. Và phần bên trên mái thì ở đây gia chủ cũng không thực hiện chống nóng, chỉ thực hiện chống thấm, xây sơn và chát, có hệ thống lấy ánh sáng xuống phía bên dưới nhá, có hệ thống thái dương năng này đó.
và cho mọi người xem qua một chút về cái mặt bằng. Mặt bằng ở đây thì ở đằng sau chủ nhà còn để đất nữa cơ. Một công trình nhà ống mà có lối thoát hiểm thì thực sự quá tuyệt vời phải không ạ? Đó, và khi mà chúng tôi về khảo sát thiết kế thì chúng tôi đặt cái khuôn nhà này lên trên cái mảnh đất này như thế nào. Từ đó thì mọi người có thể biết cái đất nhà bên cạnh nó đang phi sang điểm nào. Và chúng ta bố trí cái không gian, các cái phòng làm sao cho nó phù hợp với cái mặt phong thủy mọi người nhé. Đây giống như nhà phòng ngủ nó đang, chả bị cái nào nó đâm qua cả. Đấy, rất là tuyệt vời. Chúng tôi còn xét về các cái yếu tố liên quan nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phía bên trong mọi người nhé. Công trình này thì mặt tiền là 5m như chúng tôi đã chia sẻ rồi. Và chiều sâu của công trình thiết kế cho cái phần sử dụng là 18m, trong đó là có 6m dùng cho cái diện tích của khu cửa hàng và khu đỗ xe. Và phía đằng sau thì để lại 1m2 để làm lối thoát hiểm cũng như là khu vực sân vườn phía đằng sau mọi người nhá. Đó, nhìn vào đây thì không biết mọi người đã hiểu chưa, thì chúng tôi bật luôn cái này lên cho mọi người xem này. Đây là cái một cái mô phỏng 3D, một cái mô phỏng 3D mà chúng tôi làm cho chủ nhà. Những người không làm trong ngành xây dựng cũng có thể hiểu được, đặc biệt là chủ nhà, mỗi người một ngành một nghề. Thì mọi người có thể nhìn thấy là đây là khu vực kinh doanh quầy thuốc này, hoặc là chỗ để xe này. Và ở đây là chúng tôi xây tầng 10 thôi, có 3 bậc để bước lên này. Và cái phần kết nối giữa phần kinh doanh vào phía bên trong là chúng ta sẽ có một cái cửa nhôm kính mọi người nhá. Tiếp đến là chúng ta là không gian của khu vực phòng khách. Đó, mọi người nhìn thấy chúng tôi kê cái kệ tivi này, cái bàn ghế sofa đã theo cái kích thước như vậy rồi. Đặc biệt hơn là những cái vị trí là thoát nước ở trên mái hoặc những cái hộp kỹ thuật là chúng tôi đặt cho chủ nhà luôn nhé. Đặt ở đây hộp kỹ thuật này. Đấy là cái ưu thế của những người làm vừa thiết kế và vừa thi công. Chứ khi mọi người mà tìm thấy người chỉ thiết kế thôi, người ta không biết là phải có hộp kỹ thuật hay không. Sau vậy trình hình ở đây chúng ta hoàn toàn bị bất ngờ phải không. Và chúng ta sẽ xem luôn một chút về cái kích thước nhé. Kích thước của khu vực phòng khách này thì có cái chiều sâu là 4,7m và tổng diện tích là 4,7 × 5 là rơi vào 31m2 mọi người nhé, 31m2. Và chúng ta có phần ngăn cách với cái khu vực cầu thang bằng một cái hệ lam gỗ trang trí kích thước 110 × 220 này, khoảng cách là 44 phân này. Đó, bước lên bậc cầu thang và chúng ta có một cái nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang này, mọi người nhìn thấy rõ không, rơi vào 4m2 nhá. Chúng ta nhìn 3D chúng ta cũng thấy rõ này. Đó, cửa đi vào này nằm ở cái vế phía bên trong đi lên đó, trong cái nhà vệ sinh này. Ngoài cái chậu rửa bồn tắm ở đây chúng ta còn một khá nhiều diện tích sử dụng này, ốp lát cho chúng ta luôn. Và tiếp theo là cái khu vực cầu thang máy nhé. Đó, nhà 3 tầng, nhà ống thì không thể bỏ qua nhà cầu thang máy rồi. Và cầu thang máy ở đây được thiết kế theo kiểu cầu thang máy kín, không dùng kính, toàn bộ bằng cột kết cấu kết hợp với lại xây. Đó, và chúng ta sẽ có thể so kích thước ở đây. Thang máy này là 350 đến 450 kg. Và kích thước thông lòng của phần thang máy này là 1,5 m × 1,5 m mọi người nhá. Vậy là tổng cái diện tích cho khu vực cầu thang này là 4,04 m. Đó, hành lang của chúng ta có 1,31 m. Đấy là cái ưu thế khi mọi người thuê thiết kế thì chúng ta sẽ được định hình luôn cầu thang bao nhiêu bậc và còn lại hành lang là bao nhiêu. Hành lang 1,3 m đi thực sự tuyệt vời rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một không gian phòng bếp và phòng ăn. Phòng bếp và phòng ăn này. Không gian này thì có cái chiều sâu. Chiều sâu của không gian này nhá, xem cho mọi người luôn. Chiều sâu thì chúng ta xem ở khu vực phía bên dưới này đi là 5m4 thì chúng ta phải trừ đi 1m6 của khu vực nhà vệ sinh này thì chúng ta còn 3m8 nhá. 3m8 cho một không gian bếp đun nấu cộng với phòng ăn. Đó, để được tủ lạnh, chậu rửa, nơi nấu cũng rất là tuyệt vời rồi. Mọi người nhìn này, chúng tôi lát được 4 viên gạch 80 × 80 cộng lẻ một chút. Đó, chúng tôi lát gạch cho mọi người nhìn luôn. Đây, nếu mà nhìn không rõ thì chúng ta quay sang đây. Đó, chúng ta nhìn được cái hành lang không? Đây là nhà vệ sinh này, mọi người nhìn thấy cửa không? Thì đây là một phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Và cái phòng vệ sinh này được sắp xếp cạnh cái phòng ăn này. Và tại sao sắp xếp thế? Sắp xếp phòng ngủ đây, chúng ta nhìn về phía đằng sau nhé. Thì nó rất là thoáng phải không? Đó, nhìn khu phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có cái tổng diện tích là 12m2. Với cái chiều sâu của khu vực phòng ngủ này là 3m75. Và cái chiều sâu của khu vực phòng vệ sinh này là 1m6 nhá. Chúng ta vẫn còn một cái hành lang rộng 1m31. Đó, rộng 1m31 ạ. À không, xin lỗi. Cái phòng hành lang này chúng ta chỉ còn 1m04 thôi, 1m04 thôi. Đó, 1m04 để chúng ta đi xuống dưới thôi, tại vì hành lang cái nơi này là chúng ta nơi kết nối giữa phòng khách với phòng bếp nên là chúng ta cần một cái hành lang rộng hơn. Và ở đây xuống dưới này để mở rộng cái phòng ngủ này ra.
nên hành lang của chúng ta bé hơn một chút. À, tại vì ở đây là có một cái lối đi xuống phía bên dưới rồi nên là rất đầy đủ ánh sáng mọi người nhá. Thì đấy, chúng tôi chia sẻ qua một chút thì mọi người cũng đã có thể hiểu được về một cái công năng cho một cái ngôi nhà với mặt tiền là 5m và chiều sâu của cái phần sử dụng không kể phần kinh doanh là 18, tổng là 90m² một sàn để chúng ta bố trí được. Tôi xin nhắc lại là một khách này, một khu vực cầu thang bộ kết hợp với cầu thang máy có vệ sinh chung ở khu vực phòng bếp cộng ăn và một phòng ngủ với diện tích là 12m², có 5m² nhà vệ sinh khép kín trong đó luôn, là tổng 17m². Bên cạnh đó thì chúng ta có khu vực hành lang nhá. Thì đây là một cái công năng mà mọi người có thể tham khảo một công trình nhà ống với 5 x 18 m mọi người nhá, 90m². Và bây giờ chúng ta sẽ lên không gian tầng 2 luôn. Chúng tôi nhìn luôn 3D cho mọi người nhá. Tại vì nhiều bác chủ nhà xem ở đây thì sẽ không hiểu đâu. Đấy, lên 3D tầng 2 từ cầu thang bộ, cầu thang máy này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Đấy, một phòng ngủ ở phía đằng sau này. Đó, nghĩa là trên khu vực phòng bếp này sẽ có một phòng ngủ này, phía đằng sau phòng ngủ được đổi đẩy lên luôn và có một vệ sinh chung cho hai phòng ngủ này luôn. Đây mọi người nhìn rõ không? Đấy, tôi quay này. Đấy, đây là cái mặt bằng, đây là nhìn chéo chéo cho mọi người thấy này. Đấy, phòng vệ sinh chung thì hai phòng ngủ này đều dùng chung một cái vệ sinh chung này. Đó, mọi người thấy tiện không? Và phía đằng trước ở đây thì chúng ta cũng có một phòng ngủ lớn có vệ sinh khép kín và nhìn ra phía bên ngoài cái sân sân ở trên phòng kinh doanh ấy. Đó, đó là phòng ngủ master. Thì không gian đi lại rất là hợp lý, từ cái khu vực cầu thang này bước lên này, về phía đằng sau là chúng ta có gì và về phía đằng trước là chúng ta có gì. Phía đằng sau rất là tuyệt vời, cái phòng ngủ đằng sau ấy thì nó rộng hơn nhiều so với cái phòng ngủ ở giữa này. Phòng ngủ ở giữa này thì chúng tôi cũng bố trí khu vực cửa đi này, cửa sổ này lấy ánh sáng cho khu vực phòng này. Đó, nếu mà chúng ta có một cái gia đình ba thế hệ sống trong đây thì chúng ta cũng đầy đủ cái phòng ngủ nhá. Tôi tin chắc rằng qua hai phòng ngủ này thì mọi người không sử dụng hết đâu. Qua hai tầng này là 4 phòng ngủ rồi đấy. Chúng ta sẽ xem một chút về kích thước ở phía bên trên tầng 2. Kích thước ở trên tầng 2 thì chúng ta có phòng ngủ master ở phía đằng trước với 21m², chưa kể phòng vệ sinh 4m² nữa là 25m², có một cái ban công rộng lớn ngồi cà phê rất là chill cho hai vợ chồng nằm ở trên tầng 2 này thì quá tuyệt vời rồi mọi người nhá. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nhỏ là 15m², phòng ngủ phía cuối cùng là 17m², sử dụng chung một cái vệ sinh là 3m², và ở đây chúng tôi có đầy đủ những cái kích thước ở trên này rồi mọi người nhé. Kích thước từ nhà vệ sinh là bao nhiêu, phòng ngủ là bao nhiêu, rồi chia gian như thế nào thì mọi người có thể xem ở đây. Đây, xem ở đây thì chúng ta cũng rất là rõ trong cái hành lang này, rõ trong cái nhà vệ sinh còn bao nhiêu này. 1m81 là cái khu vực cầu thang bộ bước qua. Đấy, ở đây thì trẻ con vui chơi ở đây chạy lại cũng rất là rộng rãi rồi. Ok, chúng ta sẽ lên tiếp tục ở trên phía tầng 3. Rồi, lên trên tầng 3 này thì cũng rất là rộng này. Đó, chúng ta lên trên tầng 3 này thì chúng ta sẽ bỏ đi cái phòng ngủ sau cùng để chúng ta làm cái khu vực bếp phụ cũng như là khu vực sân phơi mọi người nhé. Đây này, bếp phụ và sân phơi 17m² ấy, chúng ta bỏ hẳn cái phòng ngủ phía sau từ tầng 2 thẳng lên để làm bếp phụ và sân phơi. Đó, và phòng ngủ này vẫn giữ nguyên, phòng vệ sinh vẫn giữ nguyên. Hệ thống cầu thang bộ thì đến đây là kết thúc luôn mọi người nhá. Chúng ta sẽ lên mái bằng một cái lỗ thăm mọi người nhá, lỗ thăm. Thì ở đây chúng ta không còn nhịp cầu thang bước lên nữa, vừa giảm thiểu được chi phí mà vừa đảm bảo được về cái mặt thoáng của công trình. Vệ sinh chung này thì vẫn giữ nguyên này. Đó, trên tầng này chúng ta sẽ có hai phòng vệ sinh cơ. Nhưng mà phòng này sẽ không làm vệ sinh nữa. Ở dưới là vệ sinh, còn trên là chúng ta làm một cái phòng kho. Một cái phòng kho mọi người nhá. Và phòng thờ nằm ở phía đằng trước luôn, hưởng toàn bộ cái không gian ở phía đằng trước mọi người nhá. Đó, chúng ta sẽ vào đây để chúng ta so luôn một chút về kích thước. Đây, đây là 3D mà chúng tôi thể hiện mà mọi người đang xem ấy. Em trực tiếp trên phần mềm và chúng ta xoay để mọi người dễ này. Đó, phòng thờ này thì với diện tích rất là rộng, 18m², có ban công ra phía bên ngoài. Đó, thì đấy là toàn bộ cái không gian của 3 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Cầu thang thì cũng được lấy sáng toàn bộ mọi người nhá, không sợ tối. Lỗ thăm mái ở cái phía ngoài ban công sân phơi ấy, để chúng ta trèo lên phía bên trên mặt tiền. Đó, để trèo lên phía bên trên nóc để chúng ta có thể sửa chữa hoặc là thay thế những cái thiết bị ở phía bên trên này, chống nóng luôn. Đó, trên tầng 3 này thì chỉ có một phòng ngủ thôi thì cũng không sợ nóng mọi người nhá. Đó, đấy là toàn bộ những cái công năng và diện tích cho một ngôi nhà với mặt tiền là 5m, chiều sâu là 18m. Nôm na nó rơi vào khoảng 90m² một tầng. Ở đây bây giờ chúng tôi sẽ đi phân tích về cái phần chi phí cho mọi người xem nhá. Đây, chúng tôi sẽ nhân nhẩm cho mọi người về cái phần chi phí này. Chi phí công trình thì chúng ta sẽ có
3 tầng với diện tích 5 x 18 là 90 mét vuông, chúng ta nhân 3 tầng. Đó là 270 mét vuông. 270 mét vuông với cái phần kinh doanh này, phần kinh doanh này là 5 x 6 là 30 mét vuông nữa, cộng 30 mét vuông là tổng 300 mét vuông mọi người nhá. Để thiết kế một công trình này thì chúng ta sẽ hết chi phí tùy thời điểm. Đó, chi phí thì có thể hết khoảng tầm 36 triệu đến 45 triệu. Đấy, là tùy đơn vị thiết kế. Bởi vì sao? Bởi vì một bạn mới ra trường thiết kế lại khác, một bạn là thiết kế chuyên nghiệp lại khác, và một công ty thiết kế cho mọi người lại đầy đủ từ bản vẽ thiết kế đến bản vẽ thi công và bản vẽ xin phép nó lại khác mọi người nhá. Thì chúng tôi sẽ phân tích cho mọi người rõ đơn vị chúng tôi có thiết kế hơn như thế nào. Và bây giờ trả lời cho mọi người là về cái chi phí thi công công trình này như sao. Với 300 mét vuông như này thì mọi người sẽ hoàn thiện chọn gói nó sẽ rơi khoảng 7 triệu rưỡi một mét vuông. Đó, nhân 3,5 là tổng xây dựng là hết 2,25 tỷ đồng. 2,25 tỷ đồng cho một cái mẫu nhà 3 tầng có phòng kinh doanh riêng và với những cái vật liệu tầm khá, bao gồm đầy đủ từ thiết bị vệ sinh, cửa đi, cửa sổ, chống thấm mái, rồi hệ thống rèm, hệ thống trần thạch cao, hệ thống trang trí mọi người nhá, điện nước, đấy, nóng lạnh các thứ luôn, đầy đủ cho mọi người. Với 2 tỷ 2 chúng ta hoàn thiện một cái công trình như này. Và có một điều đặc biệt là với công trình nhà chị Phương ở đây thì được thiết kế với hệ thống móng cọc khoan nhồi. Tại vì sao làm cọc khoan nhồi? Và mọi người có thể nhìn là ở đây thì khi mà thiết kế thì hai bên cạnh nhà là đã có hết toàn bộ nhà hàng xóm rồi. Bây giờ mà ép cọc bê tông là sẽ trồi hết hai bên cạnh lên. Đây, bên này trồi lên, bên này trồi lên. Mà nó nứt nhà hai bên này là chi phí đền rất lớn này. Có những nhà phải đền 4-500 triệu hai bên là mất 1 tỷ đồng rồi. Đó, và đây là luật mọi người nhé, là luật, chúng ta không thể thay đổi luật được. Nên là chúng ta phải thiết kế cái phương án móng làm sao cho nó tối ưu. Làm móng băng mà 3 tầng thì lại không đảm bảo. Làm móng cọc bê tông mà kể cả có khoan dẫn đi xuống dưới này vẫn bị trồi đất hai bên và nhà hai bên cạnh nó bị trồi lên. Thì ở đây chúng tôi tư vấn phương án cho chủ nhà là chị Phương ở đây là phương án móng cọc bê tông, cọc khoan nhồi mini mọi người nhé. Cọc khoan nhồi mini thì nó cũng rất là ít cọc thôi. Sẽ có 20 cái đầu cọc khoan nhồi mini và mỗi một đầu cọc thì sẽ có một cái đài như này. Tất nhiên là không thể ép sát nhà hàng xóm được và phải cách ép ra khoảng tầm 300 hoặc 350 so với nhà bên cạnh. Cái cọc khoan nhồi mini thì nó sẽ khoan rút lõi lấy đất và đẩy lên mọi người nhé, thì sẽ không bị ảnh hưởng gì tới chất lượng công trình của hai nhà bên cạnh. Thì tất nhiên là chi phí nó sẽ tốn kém hơn rồi. Trong khi đó mọi người ép cọc bê tông nó chỉ rơi khoảng 200.000. Trong khi đó mọi người ép cọc khoan nhồi mini thế này nó phải rơi 600.000 một mét vuông. Thì chênh nhau đã là bao nhiêu rồi. Nhưng cọc bê tông thì nó phải tốn nhiều cọc. Nhưng cọc khoan nhồi mini thì mọi người chỉ có 20 cọc thôi. Thì nó sẽ bớt số lượng cọc đi, nhưng mà chi phí giá thành nó sẽ cao. Và một điều nữa là khi mà ép xuống dưới đấy, cọc khoan nhồi mini này phải chọc xuống cái lớp đất tốt, đất cứng, thì phải khoan sâu khoảng tầm 40 mét. Thì chúng ta phải có khoan khảo sát địa chất nhá. Và cái phần móng này chúng tôi sẽ nói riêng. Và đây sẽ tạm thời tính cái phần ép cọc mà hết bao nhiêu tiền. 20 đầu cọc này nhân với 40 mét này nhân với đơn giá 600.000 một mét vuông, mọi người hết 480 triệu cho cái phần cọc riêng này thôi mọi người nhá. Đó, đấy là cọc, nhưng mà mọi người sẽ đảm bảo an toàn. Hay là mọi người muốn là phải đền có thể là 4-500 triệu hoặc là 1 tỷ so với cái hai nhà hàng xóm nếu mọi người dùng phương pháp cũ. Nếu phương pháp cũ ép cọc bê tông thì mọi người chỉ tốn là rơi khoảng tầm 60 triệu đến 80 triệu thôi. Thế nhưng mà nó rất là rủi ro. Thì cái đấy là tùy vào cái phương án mọi người lựa chọn nhá. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều cái phương pháp nữa với những cái chuyên gia, với những cái phương pháp cố vấn, những cái thầy giáo đến từ trường đại học xây dựng mà chúng tôi đang kết hợp. Đó, chúng ta có thể sử dụng phương pháp top bay thì nó sẽ tốn ít hơn so với con số 480 triệu này. Nhưng mà với ai phải tin tưởng những cái thầy giáo và tin tưởng cái công nghệ này thì chúng ta mới áp dụng nhá. Và một lần nữa thì chúng tôi đã rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ một công trình với chiều rộng là 5m, chiều sâu là 24m, trong đó diện tích ở là 18m, 90m2 một sàn, 3 sàn và diện tích xây dựng là 300m2, với tổng chi phí đầu tư là hơn 2 tỷ tùy vật liệu xây dựng. Chúng ta cũng có thể giảm vật liệu, chúng ta có thể tăng vật liệu, và đấy là con số lý tưởng để mọi người xây dựng một công trình như này. Nếu mọi người thích cái mẫu này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi tư vấn cho mọi người chi tiết hơn về các cái kích thước hoặc là thay đổi những cái công năng sao cho nó phù hợp nhất với mọi người nhá. Bên cạnh đó, nếu mọi người muốn mua cái bộ bản vẽ này thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ trao đổi cho mọi người một phần về tiền bản quyền để trao đổi lại cho chị Phương để chị thêm một chút chi phí hoàn thiện cái công trình này nhá.
Đừng ngần ngại, hãy nhắn tin cho chúng tôi qua số điện thoại bên dưới hoặc là gọi điện cho chúng tôi nhá. Xin chào và hẹn lại mọi người trong những video chia sẻ lần sau ạ. Xin chào.